vô trong đó tình huống như thế nào, xử lý như thế nào. Mà nãy giờ hỏi hoài không ai chịu trả lời hết đó. Không biết là vô là hội quán Tiếu Lâm có bao giờ vô chẩn cho mình ăn thịt chuột không? Rồi, thịt chuột ăn không có được nha. Mà ăn không được thì mình phải làm sao? Thôi thì mang một chút hồi hộp, lo âu, hoang mang, sợ sệt, thích thú để bước chân vào hội quán Tiếu Lâm. Mở cửa coi, quán mà đóng cửa vậy, giống quán tù quá vậy. Mở cửa coi. Chị Cúc Hoa, chị Cúc Hoa, chị Cúc Hoa. Em kêu chị á. Trời đất ơi, nghĩ sao vậy? Nghĩ sao kêu tôi Cúc Hoa không? Cúc Hoa nó hiền lành quá mà, cậu nghe giọng tôi không? Mở cửa coi. Tôi là Tào Thị. Không phải, chị là Cúc Hoa. Tôi là Tào Thị. Trời ơi, Tào Thị khác chị ơi, em biết chắc chắn chị là Cúc Hoa. Thôi mệt quá, mệt quá. Rồi, tôi họ Tào, tên là Cúc Hoa vậy đi. Vậy là hai trong một gom vô chung luôn đó hả chị? Tào Thị Cúc Hoa. Chị ơi, chị Cúc Hoa nó hiền lắm chị ơi. Không có phải mà giữ như chị đâu, vừa thấy chị chửi xả vô quán người ta vậy đó. Giờ muốn hiền phải không? Ừ. 30 giây. Mở cửa ca. Chị hay quá chị ơi, hiền dữ gì chị làm cũng được hết đó hả? Giờ vậy nè, chị có thể làm lúc hai cái luôn được không? Hai trạng thái đó luôn cho người ta sợ chơi. Được. Hiền nè. Mở cửa coi. Dữ nè. Mở cửa coi. Hiền nè. Mở cửa. Hiền hơn nữa. Hiền mà đau khổ luôn. Mở cửa giùm em đi. Hiền nữa được không? Khóc lóc luôn đó. Giữ. Ba người giận tao quá. Em tin được chị ơi, em tin chị đó. Bây giờ chị là vừa Tào Thị vừa là Cúc Hoa luôn đó phong chị. Nhưng mà em vẫn thích chị là Cúc Hoa hơn nha. Ủa mà chị đến đây làm chi vậy? Chị nghe nói là cái quán này nè bán quán, cho nên chị tới chị mua quán. Ủa kì. Cái quán này người ta bán đồ ăn, sao chị vô chị mua quán người ta? Ai mà biết đâu, nghe đồn là quán này là bán đồ ăn, nhưng mà chuẩn bị bán quán, chị tới đây chị mua quán. Vậy thì em xin mời chị quay mặt lại đó. Rồi bây giờ chị sẽ kêu người ta mở cửa với chị, mà chị kêu nhẹ nhàng thôi người ta mới mở. Nhẹ nhàng nó không mở là ta dùng vũ lực đó. Dạ. Mở cửa đi. Trời ơi, mở lẹ đi bà, phá quán bây giờ. Mở cửa. Mời chị. Dạ. Trời ơi, tướng tôi sang quá, ngồi quán tre sao trời. Không có. Ủa? Ghế dựa hả cưng? Trời ơi, không phải khách. Thị. Thị tới đây. Ủa, nãy giờ đi tìm Thị nè. Định đi qua tìm Thị. Em tìm Thị làm gì? Nè, em tìm Thị có chuyện gì không? Ủa, sao tự nhiên hôm nay tóc dựng lên rồi cái nói là xưng là em vậy? Bạn bè với nhau mà tự nhiên xưng em. Bây giờ tao nói mày nghe vậy nè. Là tại vì bữa nay là tao đi vay tiền góp. Tao đi đòi tiền góp, cho nên tao phải dựng tóc vậy đó, mà phải sang trọng gì đó. Trời chứ tao nhớ mày mà. Rồi, ngồi đây nha. Em ngồi đây. Miếng trầu là đầu câu chuyện, nên ha, để ăn trầu nói chuyện. Hầu đâu? À, cô chủ kêu con mang trầu ra cho cô đi con. Đi. Thị tới rồi con. Chị, em có coi chuyện, em biết chị luôn á, chị nổi tiếng lắm nè. Phải không? Em coi chuyện biết chị á, chị là chị Tào Lao á. Chị là Tào Thị Cúc Hoa. À, Tào Lao Cúc Cu. À, Tào Thị Cúc Hoa. Biết phải chị lắm luôn. Phải không? Dạ, dạ, không chủ. Nhanh đi con. Con mà Tào Lao là cô đuổi con luôn đó. Thôi mày đừng chịu nó quá. Dạ. Chị mời chị Tào Lao Cúc Cu ăn trầu. Dạ, món này món quán hải. Cái quy luật đầu tiên quán này là quy vô quán ăn miếng trầu. Miếng trầu là đầu câu chuyện. Dạ đúng rồi, đúng rồi. Ăn xã giao thôi chị. Dạ đúng rồi. Có nghĩa là miếng trầu là đầu câu chuyện. Dạ đúng dạ. Đúng rồi. Ăn là mình ăn xã giao. Trầu hả? Cái gì cần quá vậy? Cái này là chị đang vui hay đang buồn? Chị đang buồn. Ăn gì chị? Ngại hết luôn, ngại hết luôn. Ủa mày khùng hả? Ta ăn xã giao để tôi ngại hết. Ăn thử cho biết với người ta. Nè, ăn xả ra nè. Nhai.
rồi, thầy ăn trầu rồi. Trời ơi, có luôn. Đây nè, cái này chui miệng nè. Chăm sóc cho chị tào lao cúc cu tới nơi luôn. Tào thị cúc qua má. Đó, thấy trời chưa? Cũng sành ăn quá chứ ta. Trời ơi, thị mà. Đó, thị nói là hôm nay qua bên đây nè để nói cho tôi biết là thị đã chuẩn bị tới đâu đó Thiên Hoa Hậu Ao Làng. Chị thi luôn hả? Chị dám thi luôn hả? Ôi trời, nghĩ sao vậy? Trời, sao chị gan quá vậy? Cuộc đời của chị không có gì mà chị không dám hết á. Chị, em nghe nói bây giờ mốt bây giờ mà cười ra ban giám khảo thích liền. Mà bây giờ mốt bây giờ là cái mốt là bây giờ răng đen. Bởi vậy em chỉ em cái này khuyến mãi chị luôn nè. Cái gì ạ? Em làm chị răng đen để mà ban giám khảo nhìn chị là ban giám khảo khoái liền. Đúng rồi, chị tại răng tôi trắng quá tôi không có đậu hoa hậu, được, không có thi hoa được hậu mà chị phải chị làm răng đen mô đen mô đen. Chị cứ nghe ngay em làm đó. Bếp đang ăn trầu bây giờ nhả xuống làm răng đen. Dạ. Đó quá rồi, bây giờ nụ cười của chị là quyến rũ ban giám khảo rồi đó. Đâu cười cái mọi người coi coi đó. Vậy mới đậu được chứ. Là thị nổi tiếng nhất làng này á, nón quai thao đúng không? Đúng rồi, đúng rồi. Hai anh chị muốn nón quai thao, chuẩn bị nón quai thao ra đây cho thị múa. Hai anh chị vậy luôn. Trời ơi, cái bộ môn múa mai này em hay lắm. Hồi xưa thì còn biết múa, bây giờ già xương nó cứng rồi. Được, em sẽ chỉ chị múa đi thị. Được hết mà, tới hội quán rồi được hết. Biết nè, cái gì đâu mà múa. Thị ra đi múa con, mở nhẹ quai thao đi, năng khiếu nè. Trời ơi, tàu lao muốn quay thao kìa. Thấy chưa con, đẹp chưa? Rồi muối với cái thao đi, muối cái quay thao đi. Trời ơi, hay quá vậy. Chân vẫn còn được, vẫn còn được. Hay quá. Cười đâu. Cười lên thì thấy hoa hậu là phải cười. Chung kết rồi mà không phải là tài năng không thôi, còn phải có sự ứng xử nữa. Chị ra đây ngồi em làm ban giám khảo cho. Trời ơi là trời, đâu lấy ghế này cho cô. Này cô rồi. Rồi cô ngồi kế bên. Giờ là con là ban giám khảo nè, đố chị Tàu Thị nè. Bây giờ người đàn ông mà yêu thương vợ con là trong bóp lúc nào cũng có hình vợ con, đúng hay sai? Sai. Ai trả lời sai? Sai hết rồi. Chết chồng tao. Cái gì vậy? Hả? Bà ba, tại sao sai? Ông nói tại sao sai? Người đàn ông tốt làm gì trong người có cái bóp? Bao nhiêu tiền vậy? Bao nhiêu tiền làm gì? Vợ hết thì cần cái bóp làm cái gì? Người đàn ông đi ra đường không cần chạy bóp đâu hả? Sao? Trời ơi, thấy ghê thiệt chứ. Ba của mình đó thị. Ông chủ. Trời ơi, sao vậy? Rất đẹp mà. Mày giả làm chứ là em. Trời ơi. Sao tới đây làm cái gì? Tới mù quá. Mấy cái gì? Anh đã dặn em bao nhiêu lần rồi, không có được tới đây. Sao vậy? Vợ anh biết là chết. Ủa ba tránh ra đi, này bạn con mà ba đang làm gì vậy ba? Thị là bạn của con. Tụi em là bạn nhau mà anh. Hả? Không. Thì là bạn của con. Ừ? Nhưng mà ba cũng quen Thị vậy? Không quen nào, con không biết. Không gì lại kìa, lại chú biểu kìa Thị. Lại chú biểu gì kìa? Anh chị người lớn mà, không biết gì đâu. Chị răng cỏ em sao vậy? Trời ơi, tôi dám làm gì à? Nó nói nó vừa tôi biểu em qua vừa thử thách mà em làm láng hết rồi. Vậy à? Dạ. Được rồi. Sao anh? Nè. Hả? Thôi giờ về đi, vợ anh thấy là chết. Về gì? Không tự nhiên biểu em về, em mà về là tụi nghi ngờ đó. Thôi đi về đi. Không, em mới về. Ủa ông chủ? Thầy về. Thầy đi đâu vậy? Đi đâu vậy thầy? Trời ơi, đi qua đi. Mặt bạch thi hoa hậu. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Hết chối nghe chưa? Tôi có làm gì đâu. Tôi nghe người ta nói nhiều lắm rồi, bữa nay tôi mới bắt tận tay, tôi dai tận mặt. Trời ơi, ăn cho cố vô được cái mặt mỡ không, tôi tủ tay biết không? Trời ơi, ông cái gì vậy thầy? Thầy là bạn của tôi không dính nữa nè, thấy không? Ông mới ăn heo quay phải không? Ôi định hả? Mà chủ, là sao mà chủ? Mày im. Thì lại gì? Mày im. Chị bành con mắt của chị ra. Bành con mắt của chị ra. Chị hả cái miệng của chị ra. Vừa bành vừa hả ra. Rồi chị coi tôi với chị ai đẹp hơn.
kiến. Trời ơi, nhan sắc đó làm sao mà bằng cái nhan sắc này mà bây giờ ông yêu ngoại tình. Ông nói cho tôi nghe coi tại sao chị... hai người gian díu với nhau từ hồi nào. Chị, em phải công nhận với chị đẹp hơn em. Đẹp là thứ nhất, chị trẻ, thứ nhì chị đẹp em. Nhưng mà điều em đọc ôi, chỗ ác lắm á, đọc ác. Yêu mày. Trời ơi, bây giờ lại cuối cùng lại sao, lại cuối cùng là... anh biết là em đẹp, em trẻ hơn. Nhưng mà Thị đây á, hiền hơn em nhiều lắm. Em như con sư tử Hà Đông, còn Thị đây là cô bé mùa đông. Trời, cái gì? Cô bé mùa đông tên gì, tên gì? Em tên Hoa, Tào Thị Cúc Hoa. Hoa. Tào Thị Cúc Hoa, hồi nãy ông kêu bạn kêu bằng Thị hả? Thị. Đó, nội cái tên thôi là cũng thấy thua người ta rồi. Cái tên của bà chỉ là cái chữ lót của tôi thôi. Đúng không? Bà là Tào Thị, tôi là Nguyễn Thị Ngọc Lan. Trời ơi. Cái tên của bà là đã là chứ cái chữ lót của tôi mà vòng vàng đeo trên người cũng không bằng tôi nữa. Dạ xin lỗi chị, em đeo hộp xoàn. Hộp đó bằng cái hộp này không? Quá hộp gì? Bà chủ hộp nhiều bằng hơn không? Trời ơi, bà chủ bữa nay tôi nói thiệt nha, tôi mà không cạo đầu bôi vôi bà là tôi em làm cái gì đó. Em ơi, không làm gì đó. Tại em tỏ, má bạn dữ quá. Sắp chết rồi, tới rồi. Các người làm gì mà ồn ào và thô xóm như vậy? Ta nghe lính tráng nó báo rằng ở tại cái quán này xảy ra một trận ghen tuông. Dạ đâu có. Nguyên nhân đó do đâu? Xe cái quạt ra cho ta coi. Ở đây ai là quan? Dạ, thương ngài là quan. Ta là quan, ta xài quạt giấy, trong khi đó ngươi là dân mà xài quạt vải. Dạ. Tao không có một miếng vàng, trong khi đó mày vàng đeo đỏ người. Buôn bán có phần gian lận chăng? Dạ không có. Tào lao, ủa Tào Thị bước qua đây. Chuyện gì nói ta nghe. Gia đình làm gì mà tập trung vào Thị? Một, hai, ba đứa đó ăn hiếp mình em. Ba người này dám ăn hiếp Thị. Bình thường các người ăn gì? Cơm. Ăn cơm, ăn cháo. Ăn cơm, ăn cháo chứ phải ăn gan trời đâu mà dám đối địch với con quỷ này. Trời ơi. Nó là quỷ đó chứ không phải người phàm đâu. Ơi, đi ra. Quan ơi Quan, hèn gì dụ dỗ chồng con đó Quan. Nó dụ dỗ chồng ngươi. Dạ. Ngươi có muốn giữ lại chồng ngươi không? Dạ muốn Quan ơi. Tại sao không biết đổi gu, ăn mỡ hoài không thích ăn xương đi. Trời ơi, Quan làm em khó nghĩ quá Quan ơi. Cái em đổi gu quá Quan. Đổi gu qua đi, ăn xương cho nó có canxi. Mà thôi bỏ đi nha. Trời ơi, chồng của tôi đầu áp tay gói bao nhiêu năm trời rồi, nghĩ sao giờ kêu tôi đổi tôi ăn xương vậy? Mở cho nó mập. Chưa bao giờ thấy chồng nào ngu như mày. Hả? Ăn rồi có cái tay không mà để cho nó gói. Mai mốt máu nó lưu thông không được, nó liệt rồi lúc đó mới hối hận ha. Nói cho các người biết. Dạ. Quán xá này ta niêm phong lại hết. Đi quên. Sao vậy Quang? Tao quyết định rồi. Quyết định sao ạ? Ta sẽ trưng dụng miếng đất này. Làm gì? Mở quán khác. Ủa là sao? Ủa gì kỳ vậy? Ủa làm chủ? Quán là sao? Tao làm chủ. Tại sao kỳ vậy? Quán mà, muốn làm gì làm chứ. Hả? Cái gì vậy? Ủa? Trời ơi. Quan là quan, quan làm chủ, quan muốn làm gì làm phải không quan? Ừ. Dạ, giờ thôi bây giờ xin mời quan đứng xuống đây để cho em phân tách được không ạ? À? Dạ, rồi thôi giờ dày đi ha. Ai đây? Ai vậy? Bạn của Tào Thị Cúc Hoa. Dạ, cái gì? Tào Thị Cúc Hoa. Sao quán của tôi? Quán bữa nay đón nhiều người lạ lùng quá vậy. Tào Thị Cúc Hoa bữa nay tới đây là chủ yếu là muốn mua lại cái quán thôi, không có ngờ là gặp lại tình xưa nghĩa cũ, nối dây tơ duyên với công này. Thôi giờ xin đừng hiểu lầm nữa nghe. Tào Thị Cúc Hoa, giờ theo tôi đi qua chỗ khác tôi chỉ cho miếng đất đẹp hơn mà mua. Ủa vậy là ông làm cái gì vậy? Ông muốn cái gì? Quan làm cái gì vậy? Dạ rồi, đây. Chỉ là Quan muốn làm gì làm hả?
mời Quang. Dạ mời Quang, mời Tào Thị Cúc Hoa. Thôi giờ hai người á nắm tay nhau đi tìm cái chỗ khác mà mua, để lại cái chỗ này cho người ta tiếp tục mà buôn bán. Dạ Quang vừa không có gỡ rối được mà nó rối bùng minh hơn nữa. Dạ thưa Quang, thưa quý vị khán giả, chúng ta vừa mới thưởng thức một cái tiết mục mà trong đó Tào Thị Cúc Hoa đến đây mà có những cái sự hiểu lầm xảy ra, cuối cùng thì bây giờ Tào Thị Cúc Hoa phải trắng tay đi về. Dầu sao cũng nên dành cho cô ấy một tràng vỗ tay thiệt là nồng nhiệt được không ạ? Cảm ơn sự có mặt của Tào Thị Cúc Hoa, Phương Dung và ông Quang. Không giải quyết được chuyện gì hết, hoài lên. Không phải là không giải quyết được, ta chỉ trưng dụng như vậy á để cho Tào Thị đi chỗ khác, rồi sau đó ta cứu cái chủ quán này. Chứ không phải là không có cơ, ấy cái đó là ý của ta. Trời, cái thâm ý quan sâu quá, tìm hiểu không có được luôn. Sâu lắm, Đào biết mới tìm ra. Thưa quý vị, đó chính là phần trình diễn của Phương Dung và nghệ sĩ Hoài Linh. Xin cảm ơn anh chị rất nhiều. Dạ, xin mời anh chị. Cái bà Tào Thị mới vô bà làm da can mình rối ren quá. Thấy ghê quá à. Không, nhưng mà bà mới ghê hơn đó. Bà vô bà dữ quá luôn đó. Khách đến quán mình giờ thôi không có được gì thì mình cũng từ từ mình tiếp đón cho ta. Làm dữ quá không có được. Về nhà đóng cửa nói nha. Đóng cửa nói cái gì? Trời ơi, đợi về nhà đóng cửa nói công hốt bà luôn hả? Má dữ quá phải không nha. Thôi giờ vậy đi, mình vẫn còn buổi chiều tối nữa, vẫn còn một vị thực khách nữa đến với quán của mình. Bây giờ mình phải sắp xếp lại gọn gàng ngăn nắp cái quán này hiền lành nở nụ cười để chào đón vị khách đến buổi chiều tối. Đúng rồi.